này nè ha. Xếp quay chụp vào nút này nè. Xếp mà vậy. Cành ngày ngày. Chúng sao cho nó. Đây đây đây. Em mặc hết chưa? Bình cầm cái ly cái đi. Em. Rõ tay quá cái ly lỗ này mới thấy rõ nè. Rồi mọi người nhìn đây nè, Rồi được rồi. Em cứ chéo bên này miếng, chéo bên kia miếng nữa nè em. Sao đâu. Thầy đưa lên hội luôn. Đây là gì ta? Lẩu lẩu cá linh. Không biết gì. Là con cá thiên linh linh á, nhỏ xíu xíu. Bông chú ma, bông chú ma. Ăn với bún. Đây, đó. Ăn với bún. Ăn với bông sún. Bông sún với bông. Cái gì? Bông điên điển. Bông điên điển. Rồi. Đây lò nữa ha. Này bông điên điển mà hổng đi vô trong kia nhiều lắm mà không ai hái luôn á. Không hái ủa thầy. Gò tháp á. Dạ. Quá trời luôn á. Dạ rồi. Tại không? Tại mấy anh em đi ăn nhậu không? Bắt ông Lâm thưởng đèn không nên giờ ông đâu đi nữa. Vậy là thầy sáng 14 này điên điển. Càng khó. 3 giờ 14 đúng rồi đạp. Vậy là nhậu bữa nay là hợp lệ đó. Đúng rồi. Rồi đây không có nhậu anh em không được. Không được anh giờ nó bộ vô. Bây giờ mình nhậu rồi bây giờ nhậu uống nó ngọt không vậy? Hả? Nhờ gánh đèn. Cái đẹp lên này bóng. Ừ. Chụp cho 49. Trời ơi. Thầy 49k. Thầy xôi vô. Thấy chưa? Đó đúng rồi. 49k một con. Không thành ánh sáng đầy đủ luôn. Bé nè, đây là chuột chuột này chuột gì á bé? Chuột quay mà chuột gì á? Chuột dừa. Chuột dừa. Ăn với bánh bánh này là bánh gì? Bánh này bánh gì vậy? Ôi bánh này ngon nha. Chuột đồng làm gì còn á? Chuột đồng và chuột đen vô. Bây giờ xé ra cái ăn thử coi. Ăn ở đồng tháng. Cái gì chuột đồng mình nóng quá nóng vô. Bây giờ hết chưa đâu. Đây con chuột giống con heo quá ha. Quán nướng nhìn cái da nó. Được không? Trời tao quay chiên qua YouTube mà không nghệ thuật được. Anh có trang ẩm thực quốc tế á, ẩm thực bốn phương á. Ủa hai bạn kia vô chưa ta? Chưa. À cá làm ba hả? Dạ. Sao cá nhỏ chút nữa? Dạ nếu muốn cá nhỏ em nhỏ nữa. Nhỏ chút nữa đi. Thôi mà thôi để gì luôn. Có cái đùi nó bự rồi. Đùi nó bự cá nhỏ. Cái đùi nó nhiều khi nó chia đều ra không? Dạ. Cái này mình ăn lắm ngon. Hả? Cái này mình ăn lắm ngon hơn cái da nó giòn. Không quay ngon đấy. Rẻ đó. 49.000 con rẻ đấy luôn. Cho anh cái đùi lên đi. Dạ rồi. Rồi, người quay được ăn dụng coi coi. Hả, ăn dụng. Đấy. Rồi đây. Cắn cái nha. Đã. Không, cái món gà này cũng ngon lắm nè. Món chuột cũng ngon. Đừng kêu món gì nữa nè, cha ăn hết rồi. Với tụi em là thôi. Sớm mới về sớm, không được về trễ. Sớm à, về sớm. Phải về sớm. Không anh ơi, bữa nay không có phút để sớm thiệt rồi. Sáng sớm á. Yeah. Yeah. Đúng rồi. Sáng sớm. Yeah. Bữa nay là không có phút để sớm thiệt quá. Được sớm. Thuộc à, cái này là đây là gì vậy bé? Gà nướng. Gà nướng đó. Gà nướng. Gà nướng này là gà nướng gì đó mà đã vậy vậy. Nước luôn hả? Phải, gà nướng. Ai nướng gì đó không biết. Để cho mình uống hết trước. Gà này gà nướng gì mà nó ngon lắm. Ta tay đi với anh chị. Tại nãy giờ uống có một lon. Gà này gà nướng gì vậy bé?
xé mâm xong quên đừng dính luôn. Xé mâm cơm cháy mà lấp đó này, chia một con gà chia hai phần, gà nhiêu tiền quá cơm cháy á không, đó là kinh nghiệm nghề nghiệp không, cơm cháy ở dưới ăn rất ngon. Rồi xong. Tết độ ngày mai ăn sáng uống cà phê được chưa? Ok, ok. Nhất trí. Ok. Cái này là mực, mực nha các bạn, mực này là mực Vũng Tàu nha các bạn, một gói như là nửa ký nha, nửa ký à, mình đang đóng gói đó, mình đang đóng gói cho khách để con bóc em quá biết rồi không nghe. À, em mật nướng ra. Đây là bốn loại nước chấm hảo hạng để dùng để chấm đồ nướng. Bỏ lộn, nước chấm bốn dĩa. Đây là bốn loại, bốn chai nước chấm. Nước chấm chanh ớt, gọi là muối ớt xanh, chấm với rau sống này các bạn thấy không? Rau sống và chấm với hải sản, sơn sản gì đều được hết nha. Cái này làm từ ớt xanh, cải, và các bạn nào ăn mù tạt được thì để miếng mù tạt, cho tí sữa và muối nha. Đây là quán 69 nha các bạn, 69 tại thành phố Cao Lãnh. Đó, đầu bước xuống nè. Đó, đây, đây là mực nướng bò, bò sợi hẻm chuẩn bị. Bây giờ mình nướng nè, nướng. Đó là gì vậy? Salad. Salad. Lấy cái dĩa bên này qua bên kia đi con. Đây. Tự nước ăn luôn ha. Đây tại quán 69 nha, trên đường Ngô Thời Nhậm. Đây là trứng muối nè, để đây cho nó tan chảy ra còn nấu mình nướng cho nó thơm lên. Thơm mà nó chín được không? Đúng rồi. Bắt bị cái gì mà để điện thoại xăng. À, cho nó rộng. Mắt nhìn như rộng. Cặp ra gì? Gác nè. Cái
là zoom nó lại chút. Chấm này. Thôi chấm muối chị chấm muối. Thôi quay. Đây các bạn. Tỏi. Đây. Tỏi gì? Tỏi vị. Rồi chấm thử ghé nè. Phải không? Ngon á. Rồi đây ha, mời các bạn nha. Cắm vô này nè. Chút chút muối nè. Rồi mời các bạn. Ngon quá. Ăn thêm chế đậu bắp nè. Lấy một miếng dưa leo nè, dưa leo, chuối, chuối, lá chi tô, dầu thơm, kẹp thêm miếng bò. Rồi mời các bạn. Chết mà hãng gì làm lại, làm lại, làm lại. Sự cố rồi, làm ghê à. Sự cố rồi. Rồi mời à, ông ăn. Trời mưa này á mà nướng mực rồi tôm rồi này kia ha, coi như là chấm với mưa ớt sẵn là coi như là số 1 luôn nha, ngon á. Rồi mời các bạn nha, này là nhâm nhi một ly à. Sướng luôn á. Đây là bò sốt trứng muối, bây giờ này là phô mai nha. Ăn thử miếng bò với phô mai coi sao. Chấm với phô mai nè. Rồi mời các bạn này ăn. Thử cái khác nè. Ngon. Phô mai bò á, phô mai của con bò cười á. Mình phải để một miếng rau nữa. Bỏ miếng rau nè. Rau sống luôn. Chuối nè. Ngon. Chấm cao. Ngon, ngon, ngon. 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 Đây là một dĩa bò sót hẻm của quán nướng 69 tại thành phố Hồ Lạnh. Giờ đây là bò sót trứng muối nha. Trứng muối để em trước nè. Và để sau cũng được. Rồi sau đó các bạn là lấy bò để lên. Đó. Rồi đậu bắp để lên. À, để nướng. Tục để một miếng nữa nha. Miếng nữa. Đó. Đúng rồi. Cái này á là
nấm mình trộn nó lên, trộn lên. Rồi bây giờ mình để mình quét, quét quét đó. Rồi đây là mì xào bò của quán Sáu. Ăn thử có ngon không nha? Mình thử trước nha. Mời các bạn nha. Wow. Thử chấm miếng thử đây không nha. Đó, được nhưng mà nó ngọt do cái khẩu vị miền Tây. Nói chung là được, dĩa này nhiêu à? Quà cà phê Hoa Tú hả? Đó menu đó. Gấp Huế hả? Rồi đây là tô bún bò gấp Huế. Ăn với rau ha. Kéo tô bún bò lại. Thêm món đặc sản nữa. Món đặc sản đó. Đặc sản rồi, giống Huế luôn. Giống Huế, giống Huế luôn. Mẹ má chị trên gốc đó. Vậy hả? Mọi trên gốc luôn. Ăn với nước mắm. Chờ. Đây nước chấm. Đó. Quán để trước có xe hơi đậu đàng hoàng hết nha. Đậu luôn. Đây bò hớt xanh đúng không? Đây bún bò miếng. Khỏi làm. Đây có bỏ nó không? Khỏi. Bò ớt nè. Đó. Bỏ mấy miếng ớt rồi đây. Bỏ nước mắm này nha một cái. Bỏ ngay hả? Ngay để ớt vô, ớt tươi vô. Bỏ ra vô. Bỏ ra, ăn đi. Để hấp thử miếng nữa. Hấp thử miếng. Rồi mời các bạn nha. Thử miếng bún bò ra. Hồi nãy đi ăn kiếm chỗ phở thấu đá mà không có chỗ nào để xe chứ đó, nên kiếm chỗ này. Đi tới chút chỗ này thử miếng miếng phở rồi miếng bò ngon nha. Thịt bò mềm, nước bún bò vừa ngon á, có đậm chất của Huế. Làm chắc cua hết. Hấp lại miếng nước để ba đánh giá cho các bạn thôi. Nhưng mà các bạn bỏ một miếng sao lấy vô nha. À. Nói chung mà được được. Giá cả thì nhiêu một con? Con này là 55.000 tô. Chắc nghĩ vậy. Sang qua mình thử miếng miếng cái bánh này là bánh bèo với bánh bánh bèo. Rồi cái này nó mỗi thứ miếng này gồm có bánh nước chần nè. À bánh nước chần và bánh này là có nhiều bạn chưa biết nha. Nhưng mà bánh nước chần này nè đó. Rồi bánh này là bánh bèo, bánh nằm. Lâm chân nhiều bánh luôn. Giờ bánh bèo này bánh bèo là bánh này chỗ này nè. Bánh này là bánh nằm bánh gì đó. Rồi giờ mình không biết bánh này bánh gì luôn. À bánh bèo, bánh này là bánh bèo nè. Bánh nước chần nè. Rồi. Bánh chấm dưới này. Ăn thử rồi mời các bạn nha. Chị ơi. Cái món này, cái này là cái gì? Bánh cái gì? Bánh bột lọc. Rồi bánh này. Bánh nậm. Bánh bèo. Rồi bánh này bánh gì? Rồi bánh này. Bánh nậm nè, bánh nậm. Bánh bèo là có tròn tròn phải không? Rồi được rồi, cái này là cái gì? Dạ heo không? Okay. Rồi cảm ơn. Giờ mình ăn cái bánh nậm trước coi rồi sao nha. Bánh nậm cũng chấm này luôn nè. Bánh nậm ở trong bánh nậm nó có cái thịt ở trong này luôn. Ăn thử nè. Có đậu xanh, có thịt. Bánh nậm này ăn giống tựa bánh đúc luôn. Rồi tiếp theo cái mình ăn cái bánh bèo nha.
bèo thì các bạn biết rồi, đó là bột mà. Chọn vô mè miếng ha. Chấm vô miếng nước mắm. Rồi mời các bạn nè. Xử luôn làm chục bạch luôn. Ở đó tôi cắn miếng da heo, cái này da heo. Được không? Rồi, xử với miếng ít chặt rồi đánh giá luôn các bạn ạ. Ăn miếng chả này. Chả này thích nhất là cái mùi thơm ngâm lá chuối. Rồi, cái bánh nước chặn nè là nhân này trong ở trong nhân nó có cái gì không biết, ở đây thường thường ở dưới quê mình làm bánh nước chặn đó. Thêm tô phở, ở đây không phải tô súp nữa, tô súp nữa. Tô này thì giá để dưới rồi. Rồi bây giờ nè, mình ăn thử này nha. Nhân bên trong á có tôm khô. Có tôm khô. Nè. Nó giống như là bánh tráng cuốn á. Tôm khô giống gì á, giống như hương vị giống như ăn bánh tráng mà mấy phụ nữ bỏ vô bịch á. Mới kèm theo thức ăn này thêm miếng nữa. Hành thì mình ăn hành kẹp chung luôn ha, đỡ ngán. Còn cái loại bánh cuối cùng là bánh nậm, không, bánh bột lọc. Trong đó là nó có một con tôm này, các bạn thấy không, một tôm nè. Bánh này mình chấm với nước mắm luôn ha, nước mắm luôn. Rồi, ăn thử đây, mời các bạn nha, làm chục bạch luôn nha. À, cắn đứt lòng tôm không? Cặp con tôm, cái này là nó dai, nó mặn mặn, nó hơi mặn mặn ngọt ngọt, dai dai hơn. Con này nó lạc ở ngoài, nhưng ở trong nó cũng có nhân. À, nhân này giống như là các bạn bánh tráng trộn nha, là cái này là những cái thứ giống vậy. Còn bánh đúc thì nó lạc luôn à, có bánh bánh bèo thì nó lạc, lạc luôn. Nó để bên, ta để bên những cái gia vị đây nè, gia vị này là cái gì, ta thử ra. Mình nghĩ ra gia vị này là đậu xanh. Đậu xanh. Đậu xanh nấu nó lấy vỏ đại đại vỏ đó. Ok, hay thì mình đánh giá này món này nó lạ. Con người Huế ăn cũng lạ lạ quá. Bánh này ăn hơi ngán chút nha các bạn. Rồi tại thời điểm này mình có quay phim nên mình tiêu cái tô này là tô súp tái. Mọi người thấy nè, tô súp tái nè. Ồ nhiều tái dữ gì hả? Tôi không biết bao nhiêu tiền nhưng mà thấy nhiều tái quá. Cái này là mình ăn nha các bạn. Là mình đang quay phim. Đang quay phim nè. Đang làm cameraman để quay phim. Quá trời luôn, chị không nói đâu. Này tô súp tái nè, không biết bao nhiêu tiền chút xíu độ cho. Cái nước đây á nó hơi, nó gọi là nó đục đục trong, nước trong mà cái kiểu như có màu. Hấp thử miếng này không mà ngon á, thấy ngon á. Thịt đây thì mềm nha, bò đây mềm. Cái này mình đánh giá chung thịt nha các bạn. Còn khi các bạn ăn thì mình không biết là như thế nào, nhưng mà ở đây có một số người bạn đây là coi hỏi hỏi ngon, hay nước bò ngon kìa. Nói chung mà ở đây là người ta nói là mọi người ở đây cũng ăn có thể đánh giá được tốt. Thì giá chút xíu, nó coi cái tô này nhiều chứ tên menu thấy 55.000 đó. Rồi không biết ngon hay không mà tôi thấy trên bàn không còn gì chứ, không còn miếng da heo à. Ok luôn, lụm miếng da heo luôn đi. Da heo này ăn nghe giòn nha. Ngon, giòn. Da heo chấm nước mắm luôn. À, Shopee tới món ăn ngon trên mạng đặt là ăn đi giao tới nơi luôn nè.
Đây bún bầu Huế A Tú này nha các bạn nha. Này nhiêu? Này tô một tô bún bò tái rồi tô tái thêm bún bò này nhiêu? 55 này nhiêu? 40 là chừng 5. Cái này 40 thôi hả? Phải không vậy? Lấy quá trời. Tối nay có 40 hả? Tô tái này 55. Tô này 45. Này 55 nha, cũng bán là 55 à. Tái thêm á, 40 thì sao được? Chỉ bán thì bán. Nó rẻ vậy? Không mà tôi nói thiệt, cái tô này mà rẻ. Thấy tôi quay phim là đưa nhiều phải không hay sao? Đúng rồi, bán giá có sẵn mà. À đây hả? Nói là bán giá có sẵn. Nhưng mà giờ hỏi nè. Hỏi nè, cái bò đây á, là để lâu mà ăn vẫn còn giòn là còn không dai là sao? Bò nó lấy ở đâu? Ý nó là 129 ngàn à, hết tổng cộng hết luôn 129 ngàn. Ở đây hai cái chi nhánh này ha. Một cái là 256 cho lớn quận 11, quận 6, một cái là 143 được số 1 quận Bình Trị Đông, quận Tân Bình. Một cái là 466 Nguyễn Thị Phương. Ở đây là cái nào? Ở đây là tại Bình Tạm đó. À, ở đây là cái là 256 chợ lớn nha.